Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp thứ 7 ngày 21 tháng 3 năm 2020 phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay sau phần tin, mời quý vị và các bạn nghe những nội dung chính sau đây. Đông Triều tham dự họp phiên thường kỳ tháng 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh qua đường truyền trực tuyến. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giám sát tại thị xã. Công bố quyết định của Hội đồng Nhân dân thị xã về công tác cán bộ. Tiếp đến là bài Mỗi người dân là một pháo đài chống dịch. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục điểm tin trong tuần và chuyên mục phòng chống dịch COVID-19. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 19 tháng 3 tại thành phố Hạ Long, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ để đánh giá về kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trong tháng 3 và quý 1 năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Dự họp trực tuyến tại điểm cầu của thị xã có đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Do tác động của dịch COVID-19 diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và chưa dự báo được thời điểm kết thúc, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế xã hội của tỉnh trong quý 1 năm 2020. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chỉ đạo quyết liệt của tỉnh trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đẩy mạnh công tác phòng chống, giảm thiểu tác động của COVID-19, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nên tình hình kinh tế xã hội trong quý 1 năm 2020 của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 8,65% cùng kỳ và tăng ở cả 4 ngành sản xuất, nông lâm, thủy sản ổn định, tăng trưởng vượt 0,3% so với kịch bản đề ra. Thu ngân sách nhà nước đảm bảo theo tiến độ dự toán tăng 2% so với cùng kỳ. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt, khẩn trương, chủ động, huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Mặc dù đã xuất hiện ca bệnh là người trên địa bàn tỉnh, nhưng đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đang chủ động kiểm soát tốt tình hình, đồng thời đã và đang tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của người dân, các đơn vị trong tỉnh đã vào cuộc chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, Quảng Ninh đã kiểm soát rất tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện tình hình dịch COVID-19 vẫn đang hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì thế, các giải pháp biện pháp phải thay đổi, đặc biệt kiểm soát nguồn dịch bệnh từ nơi khác đến Quảng Ninh. Đồng chí nhấn mạnh, các cấp các ngành địa phương cần nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động tự giác trong phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương cần thông báo rộng rãi đến nhân dân có con em đang học tập công tác tại nước ngoài. Khi có kế hoạch về nước phải thông báo sớm kịp thời, triển khai các biện pháp cách ly đảm bảo an toàn chống lây chéo. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng chí yêu cầu các đơn vị địa phương cần quyết tâm nỗ lực hơn nữa, đảm bảo thích ứng với tình hình mới, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Các mục tiêu chỉ tiêu tăng trưởng do tác động của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng, thể hiện rõ tại quý 1 năm 2020. Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đồng chí yêu cầu tất cả các sở ngành, đơn vị địa phương cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ. Cần tập trung đầu tư công, thúc đẩy công tác giải ngân ở cả cấp tỉnh đến cấp cơ sở, thúc đẩy các dự án ngoài ngân sách để lấy tăng trưởng từ công nghiệp xây dựng bù cho dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, các ngành địa phương phải tạo điều kiện tối đa tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bám sát kịch bản, chỉ tiêu tăng trưởng để chỉ đạo quyết liệt, cân nhắc điều chỉnh cơ cấu tăng trưởng để bù vào cho những thiếu hụt do tác động của dịch COVID-19. Đồng chí đề nghị Ngân hàng Nhà nước tỉnh triển khai ngay các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục, khởi công theo đúng kế hoạch đối với các dự án trọng điểm, công trình động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện tiết kiệm chi để dành nguồn cho phòng chống dịch.
Ngoài ra, các sở ngành địa phương cần khẩn trương hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội điều chỉnh, tăng cường công tác quản lý tài nguyên đất đai và thực hiện đúng tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, xử lý nghiêm hoạt động chế biến tập kết than trái phép trên địa bàn tỉnh, khẩn trương triển khai các thủ tục pháp lý để thành lập ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn, triển khai sớm đồ án quy hoạch đã được duyệt. Sở Giáo dục và Đào tạo khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin đã có, triển khai chương trình học trực tuyến trong giai đoạn học sinh sinh viên tạm nghỉ chống dịch, chuẩn bị điều kiện sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đi học trở lại và cần thực hiện rà soát người lao động tại các doanh nghiệp, đề xuất các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát tại thị xã về công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực thị ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã làm việc với đoàn. Thị ủy Đông Triều đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch của thị xã do đồng chí Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã làm trưởng ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo, thành lập tổ công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện phòng chống dịch trên địa bàn, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra công tác phòng chống dịch, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, phòng ban, ủy ban nhân dân các xã phường căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch để triển khai công tác phòng chống dịch tại địa phương đơn vị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã thực hiện trên 15 cuộc họp chính thức và các cuộc họp lồng ghép để triển khai các nhiệm vụ cấp bách về phòng chống dịch bệnh COVID-19, thành lập tổ công tác giám sát phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thành lập các đoàn thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch của các xã phường và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã. Thị xã đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch được thực hiện theo phương châm 3 trước 4 tại chỗ, làm tốt việc tổ chức cách ly y tế, hỗ trợ người dân khai báo y tế và giám sát y tế toàn dân, tạo chuyển biến về nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc triển khai đo kiểm tra thân nhiệt ở các trụ sở cơ quan, địa điểm công cộng, tập trung đông người, việc hướng dẫn cách ly theo dõi y tế của các cơ quan chức năng về phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc chấp hành các quy định trong mua sắm trang thiết bị, chi tiêu từ nguồn ngân sách dự phòng để phòng chống dịch bệnh. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, trưởng đoàn giám sát ghi nhận công tác lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của thị xã đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, thị xã cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, huy động sự vào cuộc từ tổ dân, khu phố và từng hộ dân, tổ chức triển khai các giải pháp phòng chống dịch theo phương châm 3 trước 4 tại chỗ, ghi nhận những kiến nghị của thị xã và yêu cầu thị xã cụ thể hóa từng nội dung kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, chấp hành các quy định trong mua sắm trang thiết bị, chi tiêu từ nguồn ngân sách phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sáng ngày 19 tháng 3 tại phường Tràng An, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã đã chủ trì lễ công bố quyết định của Hội đồng nhân dân thị xã về công tác cán bộ của phường. Theo đó, Hội đồng nhân dân thị xã phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tràng An khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Văn Thiều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Ông Trương Văn Thiều được Hội đồng nhân dân phường bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân phường khóa 20 ngày 4 tháng 3 năm 2020. Phát biểu tại buổi lễ công bố, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Nguyễn Ngọc Bằng đã chúc mừng đồng chí Trương Văn Thiều. Đồng chí khẳng định thời gian qua phường Tràng An đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội. Đây là kết quả của sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Đồng chí mong muốn tập thể Đảng ủy, chính quyền phường Tràng An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung, sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã mong muốn cá nhân đồng chí Trương Văn Thiều trên cương vị mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo, rèn luyện tu dưỡng trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng phường Tràng An ngày càng phát triển. Đồng chí Trương Văn Thiều, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tràng An hứa sẽ luôn phát huy năng lực, trí tuệ, rèn luyện phấn đấu cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, phường Kim Sơn đã chủ động triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch.
Tổ công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tổ công tác phụ trách từng khu, nắm bắt thông tin, giám sát công tác tổng vệ sinh phòng chống dịch, công tác truyền thông tại khu mình phụ trách. Trạm y tế và các đồng chí trong tổ công tác được phân công phụ trách công tác phòng chống dịch tại trường học đã giám sát công tác vệ sinh khử khuẩn lớp học bằng chloramin B, truyền thông bằng tờ rơi, truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh của các trường, đồng thời cấp phát thuốc và khẩu trang, thiết bị cho các khu phố trường học. Phường Kim Sơn đã đảm bảo công tác quản lý nhân hộ khẩu, người lưu trú, tạm trú, sức khỏe của mỗi người dân hàng ngày, tăng cường quản lý nắm bắt theo dõi sức khỏe của người dân một cách có hệ thống, đặc biệt là những trường hợp có biểu hiện về tiền sử sức khỏe. Phát hiện sớm những ca nhiễm mắc bệnh và nghi ngờ để có biện pháp cách ly điều trị hiệu quả. Phường đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã phun hóa chất khử trùng tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn có người Trung Quốc, người Việt Nam trở về từ Trung Quốc và khu vực xung quanh. Rà soát thông tin người Trung Quốc tại các công ty trên địa bàn, người Việt Nam lao động trở về từ Trung Quốc, tổng hợp số liệu hàng ngày, báo cáo về Ủy ban Nhân dân phường. Qua kiểm tra hiện tại, trên địa bàn phường hiện có 32 người nước ngoài đang lao động làm việc, trong đó có 30 người Trung Quốc, 1 người Philippines, 1 người Uganda đang làm việc tại các công ty doanh nghiệp. Trạm y tế đã cho ký cam kết với những người trong diện theo dõi 14 ngày theo chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm các đối tượng thực hiện tốt. Phường cũng đã cấp xác nhận cho 23 người đã qua 14 ngày cách ly, gồm công ty Bách Năng 19 người, công ty Bình An 4 người. Thông qua các hình thức tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh với phương châm phòng là chính, lấy cách ly là chủ đạo, lấy người dân là trung tâm, hộ gia đình là nòng cốt, huy động cả hệ thống chính trị và người dân đồng hành cùng chống dịch. Tính đến ngày 19 tháng 3 trên địa bàn phường, không có ca nào nghi nhiễm do virus corona. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz và phát trên fanpage truyền hình thị xã Đông Triều. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện phòng chống dịch COVID-19 của phường Vạn Thanh, thành phố Nha Trang đang là một trong những cách làm hay lan tỏa tới nhiều địa phương trong cả nước. Ở Vạn Thạnh, tất cả các tổ dân đều triển khai thành lập tổ dân phòng chống dịch. Các thành viên trong tổ có nhiệm vụ hướng dẫn cách phòng ngừa COVID-19, phát tờ rơi tuyên truyền về dịch tới tận tay người dân, thậm chí trên tường ở mỗi ngôi nhà, ngay cửa ra vào. Tờ hướng dẫn cũng được dán lên để cảnh báo, nhắc nhở mọi người mọi nhà. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Mỗi người dân là một pháo đài chống dịch. Không chỉ vậy, phường Vạn Thanh còn yêu cầu từng hộ gia đình cam kết phòng dịch. Mỗi bản cam kết có đầy đủ khuyến cáo của Bộ Y tế, những quy định mà gia đình phải thực hiện để phòng chống dịch và đường dây nóng báo tin khi cần thiết. Các thành viên tổ dân phòng chống dịch liên tục cập nhật nắm bắt tình hình cư trú của người dân trên địa bàn, đồng thời tích cực tuyên truyền với phương châm mỗi người dân không hoang mang nhưng tuyệt đối không chủ quan. Chính vì vậy, mọi người dân trong phường đều biết họ phải làm gì trong lúc này. Việc phòng chống dịch đang được các gia đình thực hiện để bảo vệ chính mình cùng cộng đồng. Chống dịch như chống giặc, thực sự vào cuộc, tham gia tích cực, chủ động của mỗi người dân, từng tổ, dân phố, khu phố, từng hộ gia đình như mô hình ở phường Vạn Thạnh là vô cùng cần thiết, đóng vai trò quan trọng, tiên quyết để đẩy lùi COVID-19. Như Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, nếu chúng ta chậm trễ, dịch bệnh sẽ hạ knock out chúng ta. Nếu chúng ta không kịp thời, không nhanh chóng, thì dịch bệnh sẽ lây lan cấp số nhân, lũy thừa. Chính vì vậy, cả nước phải tìm mọi biện pháp hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm, khoanh vùng dịch bệnh, khử trùng đúng quy trình khẩn cấp, kịp thời. Điều quan trọng nhất là mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân, mỗi khu dân cư phải là một pháo đài phòng chống dịch, phải tuyên truyền đến từng người dân, hiểu được phương pháp phòng chống cho cá nhân, gia đình, cộng đồng một cách tốt nhất. Khó khăn gấp đôi thì phải cố gắng gấp ba là phương châm hành động, là quyết tâm của chúng ta. Cần chuẩn bị khẩn trương các điều kiện chống dịch, phản ứng nhanh và có hiệu quả, hành động kịp thời, bình tĩnh, đúng đắn. Đặc biệt, các cấp, ngành và toàn dân không được chủ quan, không để dịch bệnh lây lan, thiếu kiểm soát. Có thể nói thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt với tinh thần chống dịch như chống giặc, ba trước bốn tại chỗ. Tập trung năng lực ứng phó ngay từ cơ sở, địa phương. Trên tinh thần quyết tâm ấy, người đứng đầu chính phủ khẳng định Việt Nam có đủ năng lực, nguồn lực, ý chí, kinh nghiệm để kiểm soát dịch bệnh. Chính phủ luôn đặt vấn đề sức khỏe của người dân là quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của mình. Chúng ta chấp nhận hy sinh một số lợi ích kinh tế trước mắt, ngắn hạn để bảo vệ tốt nhất sức khỏe của người dân.
phải đưa ra mục tiêu và cam kết đẩy lùi dịch bệnh, làm mọi việc để người dân yên tâm, an toàn. Việt Nam đã có kịch bản cụ thể và nâng tầm kịch bản lên sát với thực tế, đồng thời bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong mọi tình huống. Để ứng phó với dịch trong tình hình mới, cả đất nước đang nỗ lực gồng mình tiếp tục ngăn chặn mạnh mẽ, quyết liệt hơn các nguồn lây, chống lây lan ra cộng đồng, nhất là khi thế giới đã xuất hiện một số ổ dịch mới, lây lan nhanh. Trước đại dịch toàn cầu đang diễn biến vô cùng phức tạp, mỗi người dân, mỗi gia đình cần có trách nhiệm trong việc bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng bằng những hành động cụ thể như khai báo y tế trung thực, chính xác, rõ quá trình di chuyển, thực hiện nghiêm quy trình phòng dịch. Trong đó có đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, đông người, hạn chế đi lại, tuân thủ cách ly theo đúng quy định nếu phải cách ly. Thực hiện vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tăng cường đề kháng mỗi ngày, không nên hoang mang, hoảng loạn. Không ồ ạt mua đồ dự trữ, không lan truyền thông tin bịa đặt sai sự thật, không ồ ạt di chuyển khỏi nơi cư trú. Tin tưởng rằng khi mỗi người dân, mỗi khu dân cư, mỗi doanh nghiệp là một pháo đài vững chãi, phòng chống dịch chắc chắn, Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng sẽ sớm vượt qua giai đoạn đầy khó khăn này, giành lại sự an toàn cho mọi người. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Mỗi người dân là một pháo đài chống dịch. Chuyên mục Điểm tin trong tuần. Trong tuần qua, trên địa bàn thị xã đã diễn ra nhiều tin tức đáng chú ý sau. Tại cuộc họp trực tuyến với các xã phường về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh. Trong bối cảnh hiện nay, dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Nếu có ca dương tính xảy ra trên địa bàn thị xã, thì tất cả các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo, huy động nguồn lực, kinh phí cho chống dịch sẽ phức tạp hơn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động chung trên địa bàn thị xã. Vì thế, đồng chí chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, phải thực hiện ngay công tác chuẩn bị, thực hiện kịch bản số 90 và kế hoạch số 80 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã đã phát hành. Trong đó có những nội dung thuộc các đơn vị, các cấp, các ngành, địa phương thì phải phân tích ngay, cụ thể hóa xem cần bổ sung thêm nhiệm vụ nào. Đến thời điểm này, quy mô phòng chống dịch thay đổi nên phải điều chỉnh lại công việc cho phù hợp với thực tiễn. Đồng chí yêu cầu phân công ban chỉ đạo rà soát lại các nội dung ở yêu cầu điều chỉnh sử dụng cấp độ 2. Tổ công tác do Ủy ban Nhân dân thị xã thành lập, mặc dù đã triển khai tốt nhưng đến thời điểm này sẽ có sự thay đổi. Tổ công tác phải có bộ phận tập hợp thông tin bao gồm văn phòng thị ủy, văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã, phòng y tế thị xã, phòng văn hóa thông tin để kịp thời tổng hợp các thông tin chỉ đạo của tổ công tác nhanh nhất tới các địa phương. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các xã phường phải phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền và thực hiện các nội dung chỉ đạo của thị xã. Từ nay đến hết tháng 3 phải vận động, siết chặt, dừng hết các hoạt động vui chơi giải trí, các điểm karaoke, các khu tham quan, dừng các chuyến đi ra ngoài học tập kinh nghiệm, các chuyến đi đào tạo liên kết, rà soát đối với các trường đại học công nghiệp Quảng Ninh, dừng mọi hoạt động đào tạo liên kết. Tuyên truyền vận động người dân để con em không về quê thăm nhà hoặc ra khỏi địa bàn nếu không thực sự cấp thiết. Yêu cầu các địa phương vận động các gia đình tuyệt đối không tổ chức đám cưới, các trung tâm tổ chức tiệc cưới phải tạm đóng cửa, các nhà hàng không tổ chức, không cho dựng nhà bạt tại các vỉa hè hành lang, quản lý các quán ăn, chợ, siêu thị phải giảm tối đa các hình thức không cần thiết. Việc cách ly tại nhà phải hình thành cơ chế, nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã có văn bản hòa tốc giao cho Công an thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường rà soát thống kê, tổng hợp danh sách công dân trên địa bàn thị xã ở nước ngoài có kế hoạch trở về nước. Đối với công tác tổ chức đại hội các chi đảng bộ cơ sở, đặc biệt là đại hội đảng bộ các xã phường, đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu phải tổ chức ngắn gọn nhưng phải đảm bảo chất lượng, các nội dung không cần thiết phải bỏ, tiết mục văn nghệ chào mừng. Nếu có, phải hết sức ngắn gọn, hạn chế chúc mừng đại hội, hạn chế tối đa khách mời đại hội và không tổ chức ăn uống. Các địa phương phải trao đổi với các đại biểu tham dự đại hội trong vòng 14 ngày trước khi diễn ra đại hội về hạn chế ra ngoài thị xã, có ghi lại lịch trình theo dõi sức khỏe. Trong quá trình diễn ra đại hội, phải kiểm soát nhiệt độ, thân nhiệt cho các đại biểu. Triển khai luật chăn nuôi, chiều ngày 16 tháng 3, đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cùng lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của thị xã đã đi khảo sát thực tế địa điểm dự kiến quy hoạch xây dựng khu chăn nuôi tập trung của xã An Sinh.
Qua khảo sát thực tế tại địa điểm khe mưa thôn Đa Đôi, xã An Sinh có diện tích khoảng 15 ha, thuận lợi xa dân cư là đất lâm nghiệp và đất tạm giao của xã. Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu bổ sung vào trong quy hoạch chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường để tạo ra sản phẩm sạch an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế rà soát tổng hợp chung tất cả các quy hoạch chăn nuôi tập trung của các xã phường để cuối tháng báo cáo thường trực thị ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thị xã nghe và bàn giải pháp triển khai cụ thể. Rà soát lại tất cả các vùng ở các địa phương để triển khai quy hoạch, cơ chế đầu tư để sau này hình thành các khu chăn nuôi tập trung hướng tới giảm chăn nuôi trong khu dân cư theo lộ trình thị xã đề ra. Sáng ngày 18 tháng 3, Ủy ban nhân dân thị xã đã có buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc Bộ Quốc phòng về tình hình sản xuất kinh doanh than năm 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều đã cảm ơn ngành than đã phối hợp chặt chẽ với thị xã Đông Triều để giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm trên các khâu từ quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản môi trường đến thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí khẳng định năm 2020 là năm trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời với đó, Đông Triều cũng là cái nôi sản xuất than, do đó rất mong muốn ngành than sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thị xã để giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh than. Các vấn đề liên quan tới công tác quy hoạch giải quyết vướng mắc tồn tại, dự án đang triển khai dở dang, vấn đề xử lý chất thải do khai thác than, quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đầu tư mở rộng sản xuất hạ tầng giao thông chuyên dụng cần phải được phối hợp giải quyết từ nay đến hết trong quý 2020. Cũng tại buổi làm việc, vấn đề tạo điều kiện giúp đỡ cho người khuyết tật, tiêu thụ nông sản cho nông dân, quan tâm tới đời sống người lao động, phòng chống dịch COVID-19 cũng đã được đồng chí Phạm Văn Thành nêu lên và đề nghị ngành than quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện. Chuyên mục phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện thông báo số 1699 ngày 11 tháng 3 năm 2020 của tỉnh ủy Quảng Ninh về việc tạm dừng các hoạt động đón khách tham quan du lịch tại các khu di tích, danh thắng, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch COVID-19 và công văn số 585 ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về việc tạm dừng đón khách tham quan du lịch tại các điểm du lịch, điểm di tích và một số hoạt động tập trung đông người trên địa bàn thị xã. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và du khách, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã yêu cầu: 1. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị xã hạn chế đón khách và phục vụ các đoàn khách đông người sử dụng dịch vụ tại cơ sở. 2. Các điểm vui chơi giải trí, điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn nghiêm túc chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh. 3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hạn chế việc tổ chức mở tiệc liên hoan, gặp mặt, tập trung đông người để phòng chống dịch. Tiếp tục vận động việc dừng, hoãn, lùi lịch tổ chức tiệc cưới, lễ cưới để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Yêu cầu các cơ sở nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện để công tác phòng chống dịch đạt kết quả, quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở đẩy lùi dịch COVID-19. Những lưu ý khi sốt, ho, đau đầu, khó thở. Giữa mùa dịch COVID-19, bạn nên lưu ý hơn tới sức khỏe của mình, đặc biệt khi có các dấu hiệu sốt, ho, đau đầu và khó thở. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng, thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế số điện thoại 1900-3228 hoặc 1900-9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.
Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát, đũa. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan. Thưa quý vị và các bạn, gần 2 tháng qua, dịch COVID-19 đã hoành hành gây thiệt hại nặng nề cho nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Ở Việt Nam, cả đất nước đang phải gồng mình dốc sức chống chọi với bệnh dịch. Tuy chưa gây thiệt hại về người, nhưng COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Trong lúc khó khăn này, điều chúng ta dễ nhận thấy là ý thức trách nhiệm công dân được phát huy, tinh thần đoàn kết gắn bó, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng. Đặc biệt là tình tổ quốc, nghĩa đồng bào được nhân dân cả nước dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trước diễn biến phức tạp của dịch trên thế giới, hàng ngàn người Việt Nam sinh sống làm việc ở các quốc gia, vùng lãnh thổ có mong muốn được trở về quê hương. Sự di chuyển này cũng gây khó khăn không nhỏ cho đất nước. Tuy nhiên, như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ngày 18 tháng 3, những trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài thực sự cần thiết phải về nước, thì dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước luôn nỗ lực hết sức thực hiện các biện pháp cần thiết để lo cho bà con một cách tốt nhất có thể. Đấy là nghĩa đồng bào. Không chỉ sẵn sàng đón công dân về nước, Việt Nam cũng đảm bảo đủ chỗ cách ly, cơ sở vật chất, không để quá tải. Trong đó, quân đội đã lên kế hoạch thành lập 140 điểm cách ly với khoảng 44.700 chỗ, ngoài ra dự phòng 20.000 chỗ, qua đó đảm bảo đủ chỗ cách ly cho 100% nhu cầu. Giai đoạn này, cả nước đang căng mình, gắng sức chống COVID-19, bởi dịch đã bước sang giai đoạn mới, cam go hơn, khó khăn hơn. Chính vì vậy, ngoài chỉ đạo quyết liệt kịp thời của chính phủ và cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, thì rất cần sự chung tay của cộng đồng, chung sức đồng lòng chia sẻ, thể hiện trách nhiệm quyết tâm chống dịch của đồng bào cả nước. Xuất phát từ tình tổ quốc nghĩa đồng bào, thời gian qua nhiều doanh nghiệp tổ chức cá nhân đã có những hành động việc làm ý nghĩa, quyên góp ủng hộ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm, góp công góp của, qua đó tạo nguồn lực cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ở Quảng Ninh, dù ngành du lịch dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, thế nhưng với mong muốn được chung tay cùng tỉnh, đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, gần 10 khách sạn trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ cơ sở vật chất để làm nơi cách ly y tế. Đơn cử như khách sạn 4 sao Bảo Minh, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long đã tiên phong tự nguyện trưng dụng thành khu cách ly y tế. Toàn bộ chi phí tiền phòng, ăn, dịch vụ, giặt là của người cách ly tại đây đều được khách sạn miễn phí. Dự kiến chi phí đóng góp ủng hộ cho công tác phòng chống dịch khoảng 2,3 tỷ đồng. Theo chị Bùi Thị Thúy Hạnh, giám đốc khách sạn Bảo Minh, thì chỉ mong muốn giúp một phần nhỏ bé vào cuộc chiến chống giặc COVID-19 vẫn còn đang cam go. Hay như khách sạn tiêu chuẩn 4 sao Thái Sơn, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, dù mới đầu tư xây dựng với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, nhưng chủ cơ sở lưu trú này vẫn quyết định dành toàn bộ 139 phòng cho công tác cách ly. Còn đó rất nhiều những câu chuyện việc làm từ tâm trong cơn bão dịch mà chúng ta không kể hết được. Đó là trong thời gian không đứng lớp do dịch bệnh, các giáo viên một số trường học ở thành phố Móng Cái tình nguyện tham gia vào công việc phục vụ nấu ăn, mang cơm cho những công dân tại khu cách ly tập trung của thành phố. Nhân viên ban quản lý chợ Móng Cái luôn sẵn sàng phục vụ nhà bếp toàn bộ công việc, lái xe đi mua thực phẩm, chở 3 bữa ăn từ nhà bếp đến các khu vực cách ly với một lý do hết sức đơn giản. Được góp một phần công sức nhỏ bé của mình cùng thành phố phòng chống dịch bệnh, đem lại sự an toàn cho mọi người. Không chỉ vậy, những tháng qua, hàng triệu chiếc khẩu trang, bánh xà phòng, lọ nước sát khuẩn đã được trao đến những người dân trên khắp địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn. Hay như nghĩa cử cao đẹp, các thầy cô giáo trường đoàn thị điểm Hạ Long khi cùng nhau đóng góp mua, trao tặng 1 tấn gạo cho Bệnh viện Dã chiến số 2 đặt tại Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh, thành phố Hạ Long, với mong muốn chia sẻ động viên y bác sĩ đang vất vả chiến đấu với dịch bệnh đã tạo sự lan tỏa vô cùng lớn trong cộng đồng. Những việc làm đầy ý nghĩa nhân văn thiện nguyện ấy có lẽ xuất phát từ tình tổ quốc, nghĩa đồng bào, vốn đã ở trong tâm của mỗi người con đất Việt. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ 0 giờ ngày 19 tháng 3, mọi người có thể nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Kế hoạch này được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tối ngày 18 tháng 3. Để nhắn tin ủng hộ, bạn cần soạn tin nhắn với cú pháp CV, dấu cách N. Trong đó N là số lần ủng hộ.
mỗi lần là 20.000 đồng, sau đó gửi tới số 1407. Ví dụ, nếu bạn muốn ủng hộ 200.000 đồng, cú pháp tin nhắn là CV dấu cách 10 gửi 1407. Thời gian tiếp nhận ủng hộ đến hết ngày 18 tháng 6. Bộ Y tế khuyến cáo người dân ngay sau khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện như sau. 1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét. 2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế. 3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khử tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng. 4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy. 5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa. 6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học. 7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan. Người dân thị xã Đông Triều hãy 1. Bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, không chủ quan với dịch bệnh. 2. Đề cao ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. 3. Phối hợp khai báo y tế, khám ngay khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 4. Mua hàng hóa thiết yếu đủ dùng, không mua tích trữ tạo sự khan hiếm. 5. Không đăng chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh. Tổng đài 1800 9214 tiếp nhận giải đáp phản ánh của người dân các thông tin liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, miễn cước gọi 24/24 giờ. Thị xã Đông Triều đã triển khai sẵn sàng các phương án theo các cấp độ phòng chống dịch bệnh COVID-19. 1. Nâng cấp độ phòng chống dịch, sẵn sàng thực hiện những tình huống mới theo cấp độ cơ chế kiểm soát cao. Thường trực thông tin và sẵn sàng ứng phó với tình hình khẩn cấp khi có người nhiễm COVID-19 xảy ra trên địa bàn. 3. Đang làm chủ tình hình, mọi việc hoàn toàn nằm trong dự báo và kịch bản điều hành của thị xã. 4. Đang vận hành quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. 5. Kiểm soát chặt chẽ thị trường, chuẩn bị và đáp ứng đủ nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. 6. Tạm dừng việc đi học của học sinh, sinh viên. Các cuộc họp không cần thiết, các hoạt động tập trung đông người, ưu tiên cao nhất cho việc phòng chống dịch COVID-19. Hãy chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có ý kiến đóng góp hoặc thông tin phản ánh xin gửi về Ban biên tập phát thanh Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay do Thu Trang biên tập cùng với sự tham gia của phát thanh viên Như Hương, kỹ thuật viên Ngô Hưng Lê Đại thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung chương trình Trịnh Tuấn Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.